một ngày mới đã bắt đầu. Huyền thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức. Video review sách hay được phát sóng trên kênh của Tulato, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Nếu bạn là một người quan tâm đến chứng khoán, đã tham gia chơi và ít nhiều đạt được thành tích trên thị trường tiền ảo này, thì chắc hẳn sẽ biết đến Nicolas Davat, bậc thầy trong thế giới đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các nguyên lý kinh doanh chứng khoán mà ông kỳ công đúc kết đến nay vẫn là những kiến thức và bài học quan trọng cho tất cả những ai muốn thử sức trên thị trường chứng khoán qua những lần thất bại và đạt được nhiều thành công trên con đường chinh phục tiền ảo. Nicolas Davat đã rút ra nhiều bài học quý giá. Tất cả được ông tổng hợp trong cuốn sách Tôi đã kiếm được 2 triệu đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào. Và ngay sau đây, tụi em xin được giới thiệu cuốn sách này đến cho quý vị khán giả. Nicolas Davat là một tỷ phú kỳ tài bậc nhất thế giới và được tôn vinh là chiến lược gia trên thị trường chứng khoán. Các bài học kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán của ông được gọi là nguyên lý Davat. Phương pháp đầu tư Davat, nguyên tắc kinh doanh chứng khoán Davat đã trở thành kinh điển và là một trong những nội dung đào tạo, tham khảo không thể thiếu dành cho những ai muốn đầu tư chứng khoán. Ông cũng là tác giả của Phố Wall, một Las Vegas khác trong loạt sách tiếng tăm về thị trường chứng khoán. Đúng như tên cuốn sách, tác giả kể về hành trình của mình đạt được 2 triệu đô la đầu tiên trong thị trường chứng khoán trong khoảng 18 tháng từ những năm 1956. Từ khi ông còn là một vũ công ngu ngơ, nai vàng ngơ ngác, chưa biết đến cổ phiếu là gì, ông tìm cho mình một nhà môi giới, chịu khó tìm kiếm lời khuyên từ những người xung quanh, những người giàu về mã chứng khoán nào nên đầu tư. Đọc các bài báo, đặt các tạp chí chứng khoán và xem lời khuyên từ các chuyên gia. Mỗi người cho ông một lời khuyên khác nhau. Ông cũng học cách đọc, cách phân tích bản báo cáo tài chính công ty. Mặc dù với một vũ công như ông, điều này không phải là dễ dàng. Sự kiện thay đổi cuộc đời đầu tư của ông là khi ông phải đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Với sự hạn chế của hệ thống thông tin liên lạc thời đó, buộc ông phải nhận báo giá cổ phiếu bằng điện tín từ người môi giới với các thông tin rất cơ bản về giá trong ngày. Không điện thoại, không tin tức, ông như bị cô lập khỏi phố Wall. Ngoài bức điện tín của người môi giới và tạp chí, list các cổ phiếu lâu lâu mới được gửi đến một lần. Điều này tưởng chừng gây khó khăn cho ông những ngày cuối cùng, nhưng lại giúp ông tìm ra nguyên lý chiếc hộp nổi tiếng của mình về giá của cổ phiếu. Sau rất nhiều lần mua các cổ phiếu và phải bán lỗ, ông phát hiện ra rằng giá cổ phiếu sẽ di chuyển trong một khoảng giá nhất định, sau đó có thể nhảy lên một khoảng giá mới mà không gọi là chiếc hộp và di chuyển trong đó. Điều đó có nghĩa là khi giá bắt đầu nhảy qua một chiếc hộp mới cao hơn, giá có thể sẽ tăng. Ông sẽ để một lệnh chặn lỗ ở dưới mức giá cao nhất của hộp bên dưới để nếu giá có rớt về hộp cũ thì ông sẽ hạn chế được tổn thất khi giá giảm. Ông cũng nhận ra cách thức tìm ra các cổ phiếu tiềm năng là sự thay đổi bất thường khi khối lượng giao dịch tăng lên so với quá khứ cho thấy đang có một lực lượng nắm giữ thông tin gì đó rất tích cực đang gom hàng. Tất cả điều này đều được thể hiện qua những chiếc hộp và khối lượng giao dịch. Khi bạn biết những tin tức được công bố thì những lực lượng biết trước thông tin ngầm đã gom hàng từ trước đó. Khi bạn biết đến thì đã là tương đối muộn. Đó là lý do tin tốt được tung giá, bạn mua vào thì giá lại tụt như tụt quần. Đó là do nhiều người đã gom hàng trước đó, họ chốt lời. Những diễn biến chi tiết đầu tư của ông trong chuyến lưu diễn đó, bạn nên đọc trong cuốn sách để hiểu rõ những gì ông đã trải qua và những bài học ông đã rút ra được. Sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đó, ông đã lãi được nửa triệu đô. Khi trở về, ông cảm thấy như mình là một ngôi sao khi đã trở nên giàu có và tự tin về cách thức đầu tư của mình mà mình đã tìm ra được. Tự tin bước chân mình vào phố Wall, ông chọn một nhà môi giới và hàng ngày ngồi tại đó với văn phòng, chỗ ngồi hoành tráng như những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cuốn sách này dành cho những người tham gia thị trường chứng khoán, Forex, Crypto đều có thể đọc và chắt lọc những kiến thức riêng cho mình. Những người mới tham gia thị trường để có thể hiểu biết về thị trường tài chính và định hướng phong cách giao dịch cho bản thân mình.
Nó giúp tránh các nguồn tiêu cực như hội nhóm tin tức, tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro. Những nhà đầu tư đang mất niềm tin vào bản thân mình, như mình chẳng hạn, khi gặp những sự chững lại tạm thời bởi những chia sẻ của tác giả rất phù hợp, đúng với yếu tố tâm lý của nhiều trader. Những người tay ngang muốn tham gia thị trường tài chính thì tác giả cũng là một vũ công chứ không phải là một người học về tài chính. Chúng ta không cần hiểu những báo cáo tài chính để thành công, nhưng cần phải bổ sung kiến thức theo cách riêng của mình. Tóm lại, qua những lần thất bại, Nicolas Davat đã rút ra cho riêng mình các bài học sau. Đừng nghe theo các công ty tư vấn, dù các công ty đó ở phố Wall. Hãy bỏ ngoài tai các tin đồn, đừng mua bán ở thị trường OTC. Đừng quá tập trung vào cơ hội, phải hạn chế tối đa rủi ro trước tiên. Đừng bán một cổ phiếu đang tăng giá vì bất cứ lý do gì. Đây là một cuốn sách tuy đã được xuất bản từ rất lâu nhưng vẫn có rất nhiều kiến thức bạn có thể rút ra được từ cuốn sách này. Mục đích chính mình cảm nhận là hiểu biết hơn và củng cố niềm tin trong thị trường tài chính đầy khắc nghiệt này. Mình đánh giá đây là một cuốn sách đáng đọc nếu bạn đang đầu tư vào lĩnh vực tài chính như chứng khoán, crypto. Tulato hy vọng cuốn sách này sẽ thật sự bổ ích và hỗ trợ hiệu quả cho công việc của bạn. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.